Chào các anh chị, trường hợp mà các anh chị thiết kế bằng Illustrator sau khi mà thiết kế xong á mà muốn gửi đi nhà in á thì có hai việc các anh chị cần phải làm. Việc thứ nhất là bẻ cái phông đó, phông chữ thành vector tôm. Việc thứ hai là chèn những cái hình ảnh đó vào file Illustrator để khi mà mình gửi đi á thì mình không cần phải gửi hình cho người ta và nó sẽ tự nó có hình, nếu không á gửi đi nó sẽ mất hình. Còn nếu mà không chuyển phông á thì gửi đi á, người ta máy người ta mà không có cái phông của mình á là người ta bị lỗi phông, người ta không thấy được. Thì đầu tiên đó là cách bẻ phông nha. Để bẻ một phông á thì các anh chị đầu tiên là chọn chọn những cái phông cần bẻ, chọn những cái chữ cần bẻ. Rồi sau đó là nhấn Ctrl, cầm Shift nha. Cộng với chữ O. Chữ O nhân với số 0 nha. Đây. Đây là cái chữ của mình. Đây là cái chữ bình thường nè. Sau đó mình nhấn Ctrl Shift nè. O nè, đó. Lúc này các anh chị thấy là khi kích vô cái chữ nó nát bét ra hết nè. Thì đó là lúc mình bẻ phông xong rồi. Rồi, thứ hai đó là mình inbox hay thì các anh chị làm thế này. Các anh vào Windows chọn cái hình ảnh mà cần gì đó, và thông thường là mình sẽ chọn hết nó gì đó. Sau đó là mình chụp bật nó vô đây. Ở đây mình có hai tấm hình cần sử dụng đúng không, thì anh chị vào Windows link nó sẽ báo cho mình là có hai hình đây, một hai. Bên này á nó chưa hiện cái gì hết, nghĩa là hình mình chưa import nè. Các anh chị nhấn Ctrl hai hình. Nhấn hình này xong rồi nhấn Ctrl để chọn thêm một hình nữa. Thì giống như thao tác trên file trên Windows. Xong rồi nhấn vô cái nick này. Đây. Các anh chị chọn là MI. Đó. Thì chờ chút xíu, cái hình của mình nó sẽ có cái hình ở đây nè, đó. Là lúc đó hình của mình nó đã được chèn vào cái file Illustrator rồi. Thì các anh chị đóng lại, chọn file. Là bước cuối cùng là mình vô file nè, save để lưu file lại. Đã vẽ đã hoàn thành rồi, đó là cái file này, là cái file đã hoàn thành, và lúc này mình có thể gửi đi cho nhà in được rồi đó. Rồi, xin cảm ơn các anh chị.